và các bạn đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sơn Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, đại dịch Covid đã trôi qua nhưng hậu quả nó rất là lớn, để lại rất là nhiều khó khăn với những gia đình chẳng may bị mất người thân, đặc biệt là những em nhỏ mất ba, mất mẹ, và rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn đang chờ chúng ta để cùng chia sẻ. Chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt hy vọng rằng sẽ chia sẻ phần nào đó khó khăn với những gia đình như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai nghệ sĩ hỗ trợ ba gia đình ngày hôm nay, đó chính là MC Mạnh Cường và anh Thi. Đầu tiên chào ngày đẹp anh Thi. Em cảm giác thế nào với không khí chương trình ngày hôm nay và em đang suy nghĩ điều gì? Em xin chào anh Linh và cũng xin được chào toàn thể các cô chú anh chị. Thực sự thì em đã theo dõi chương trình Mái Ấm Gia Đình chị rất là lâu rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì mình được tham gia chương trình và sẽ chia được phần nào những cái khó khăn và những cái hoàn cảnh đối với mọi người. Và hy vọng là thông qua chương trình này thì cái sự tham gia của tụi em nó sẽ gọi là chung một cánh tay để chúng ta cùng giúp đỡ và cùng gọi là ở bên cạnh những ai đang có thiếu những cái tình yêu thương, thì có thêm một cái vòng tay ấm áp của tất cả mọi người. Chúng ta sẽ cùng ủng hộ và đồng lòng với những cái hoàn cảnh còn khó khăn hơn. Cảm ơn anh Thi. Anh Thi thì may mắn là được chương trình mời, chứ em là năn nỉ anh mới được tham gia vào chương trình nhiều ý nghĩa này. Nhưng mà khi mà tham gia chương trình này thì má em nói rằng là thấy ở nhà toàn làm đổ bể đồ đạc này nọ không à, thì lại đây mà tự nhiên giúp sao giúp được. Thì em hy vọng là lát nữa những cái game mà em có thể tham gia là những em làm rất tốt nha anh. Dạ. Bên cạnh đó thì em cũng mong rằng là ba gia đình cũng biết rằng là tấm lòng của tụi em đến đây, mặc dù có hai người nhưng mà sẽ chia đều cho cả ba gia đình luôn. Ơi, hy vọng rằng giá trị nhân văn của chương trình sẽ được lan tỏa. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nỗ lực để bắt tay nhau để giúp cho những hoàn cảnh khốn khó trong cuộc sống này vượt lên trên cuộc sống. Và ngày hôm nay tất cả đã sẵn sàng. Dạ. Bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Thi và Mạnh Cường chúng ta đến với những hình ảnh của cả ba gia đình. Chúng ta sẽ xem hoàn cảnh gia đình đầu tiên. Xin mời quý vị. Con tên là Trương Hoàng Khang, năm nay 14 tuổi, học lớp 89, trường Trung học cơ sở Bình Lợi Chung. Hiện tại là tôi đang sống chung với lại cháu nội tôi là Trương Hoàng Khang, với lại cùng với chú của nó. Mẹ bé Khang thì qua đời vì Covid nay cũng hơn 2 năm rồi. Ba cháu Khang thì nó bệnh rồi nó cũng bị Covid. Rồi sau Covid thì về, bị hậu Covid thì nó cũng qua đời luôn. Thì hôm nay là cũng gần được một năm. Coi như là hơn 2 năm thì ba mẹ nó là coi như ở nhà là mất hai người. Bình thường thì nó im lặng, nó không có tánh, nó trầm trầm, nó không nói. Nhưng mà ai mà nói về ba mẹ mất hay là mồ côi cha mẹ là nó bộc phát lên, nó khóc dữ lắm. Tôi là giúp việc nhà theo giờ. Bây giờ mình càng ngày càng lớn tuổi đó thì những cái công việc đó mình mần, nói chung là nó cũng hơi là mà mệt mỏi, nhưng mà cũng phải cố gắng, cũng phải ráng cố gắng để mà làm, để kiếm tiền mà lo cho cháu Khang. Chứ bây giờ nói vậy còn có mình bà nội lo thì làm sao bây giờ. Thì dù cho tôi cỡ nào tôi cũng phải ráng vượt lên, cố gắng để mà làm kiếm tiền để lo cho cháu, cho nó học tới nơi tới chốn. Nói chung là nếu như không có Covid thì gia đình tôi cũng đâu có bị mất mát nhiều như vậy. Bỏ lại con nó cũng làm sao mà chơi được cái nỗi đau này. Mỗi lần bà về nhà, con thấy bà không đây nhưng con thấy bà rất mệt. Vì thế nên con cũng thường hay đấm bóp cho nội, để cho nội đỡ mỏi mệt. Ở nhà sau khi làm học bài xong, con sẽ phụ và nội các công việc nhà để cho nội nghỉ ngơi. Mỗi lúc con thấy bà nội buồn thì con lại chỗ bà nội và động viên bà, với lại tâm sự với bà cho bà đỡ buồn.
Nhà này tôi đang ở là nhà của bà ngoại cho ở. Ở nay cũng là hơn 20 năm rồi. Nhà thì nó cũng sập sệ này kia nọ. Nhiều khi nếu mà mưa mà lớn quá thì nước ở phía sau nó sẽ tràn lên, nó tràn vô nhà. Nước nó chảy từ đây xuống đây, từ đây xuống đây. Lúc đó con và bà nội lấy thao và cái khăn để lau và hứng nước. Dạ, bây giờ con muốn bà nội con khỏe mạnh để có thể ở bên con lâu hơn. Con cũng muốn có tiền để sửa nhà không bị dột. Thì giờ dù sao nữa thì cái nỗi đau thì mình cũng phải dằn nén để mà cố sức, cố tâm để mà làm kiếm tiền để lo cho cháu. Bây giờ con phải học tập chăm chỉ, ngoan ngoãn để cho nội bớt lo lắng và phải vui vẻ khi ở bên con. Bây giờ thì coi như chưa khám bệnh thì mình cũng không có nghĩ tới. Mình nghĩ là mình cũng còn sức khỏe, cũng có thể là lo cho cháu mình được. Nhưng mà khi khám bệnh ra mình biết được cái bệnh, nếu mà mình vướng vô cái bệnh mà máu trắng thì mình nghe mình cũng sợ. Là cái bệnh đó nó cũng hơi nguy hiểm, mình cũng sợ. Mà nói chung là tối tôi cũng nằm, tôi cũng cầu xin trời Phật cho tôi sống thêm để tôi lo cho cháu. Nó tới ngày trưởng thành mà tôi có mất đi nữa thì mình cũng an tâm. Nội ơi, con thương nội lắm, con muốn cảm ơn nội vì đã nuôi hơn nữa con. Con muốn động viên nội để cho nội bớt lo lắng. Xem xong đoạn clip thì Quỳ Linh tin chắc rằng quý vị cũng nghẹn lòng. Và tôi thấy rất nhiều giọt nước mắt đã rơi trên má của tất cả khán giả đang có mặt tại trường quay, cũng như là anh Thi, Mạnh Cường. Không nghĩ một em bé mới mười mấy tuổi vừa lớn lên lại bị mất cả cha lẫn mẹ trong đại dịch Covid. Bây giờ chỉ còn một mình bà thôi. Bà thì sức khỏe như vậy rồi, không biết làm sao gồng gánh gia đình. Cảm xúc của anh Thi như thế nào? Đầu tiên thì em nghe cái chia sẻ của bà, thì cái mong muốn đầu tiên của Thi là mong là bà sẽ giữ được cái sức khỏe. Và cái sức khỏe cộng với cái tinh thần của mình, tại vì lúc này cái mái ấm gia đình bà sẽ là thay cả tình thương của cha của mẹ dành cho bé. Và bên cạnh bà thì không phải có mình bà đâu, mà có cả xã hội, có tất cả những mạnh thường quân, những người yêu thương và những người đang quan tâm đến gia đình của mình. Nên bà cứ yên tâm về điều đó. Và với một cậu bé nhỏ như thế này, và khi con chia sẻ về những cái hoàn cảnh sống của con, thì cô thấy nhận thấy là cái sự ngây thơ trong ánh mắt của bé. Có lẽ là những cái sự mất mát hiện tại của em bé thì em cũng hoàn toàn chưa ý thức hết được vấn đề đó luôn. Nhưng mà cô Thi nghĩ nha, là ba mẹ vẫn đang dõi theo con. Ba mẹ luôn luôn ở bên cạnh con, cũng như là bên cạnh con có rất là nhiều bạn bè, những người thân yêu luôn quan tâm và chăm sóc con. Và trong cái quá trình mà con lớn lên và hành trình con sắp tới á, con cứ nỗ lực đi. Tại vì bản thân mình, khi mà mình nỗ lực cố gắng hết sức á, chắc chắn một điều là với một cái đứa bé mà đã chịu những mất mát như vậy thì nó nghị lực sống của nó rất là lớn. Cho nên mình hoàn toàn, mình tin vào tương lai nha con. Mình kinh tin vào tương lai, mình giữ sức khỏe, mình là người thanh niên, người đàn ông trong gia đình. Mình sẽ chăm sóc lại cho bà của mình nữa nha. Và hứa với cô một điều là phải học tập thật là giỏi nữa nha. Rồi yêu thương đi Cương thôi nhiều. Cảm ơn sự chia sẻ của anh Thi, của Mạnh Cường. Cảm xúc của em rất là khó tả luôn. Em vừa có cái sự thương rồi vừa phục nữa. Tại vì rõ ràng là cả hai bà cháu hoàn toàn họ không nói về nỗi khổ của họ, mà họ dành cái sự quan tâm cho nhau. Và em tin rằng là với rất là nhiều những sự thương yêu dành cho nhau như vậy thì họ sẽ vượt lên tất cả. Và con chỉ mong rằng là bà sẽ luôn khỏe. Còn Khang thì chú vẫn tin là cái sự kiên cường của con, tại vì nguyên có một cái đoạn phim như vậy thì con thể hiện cái sự kiên cường rất là tốt. Thì chỉ mong rằng là bà khỏe này, giống như là những gì bà kỳ vọng ha, bà mong muốn là bà sẽ khỏe để cho Khang, nếu lúc mà Khang trưởng thành. Khang thì không có khóc, Khang cười. Nhưng rất nhiều người đã rơi nước mắt
cố gắng mạnh mẽ lên ha. Linh hy vọng rằng không chỉ có chương trình Mắm Gia Đình Việt chia sẻ, chở che và lan tỏa những thông điệp tích cực, còn rất là nhiều trái tim nhân ái trong xã hội này sẽ cùng đồng hành với bà cháu. Quý vị có thể chia sẻ một chút gì đó để có thể hỗ trợ gia đình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với hình ảnh của gia đình thứ hai. Xin mời quý vị. Con tên là Nguyễn Thái Minh Thư, hiện tại con đang học lớp 10 tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang sống cùng với mẹ con và hai em sinh đôi của con. Ba của con đã mất hồi vào đợt dịch Covid mùng 5 tháng 9 2021. Lúc mà hôm dịch đó là ngày 27 tháng 8 á, là cả nhà 5 người cũng đi cách ly luôn ở trên quận 12 á. Rồi sau rồi một tuần sau á là ngày 5 tháng 9 á là ông xã mất. Thì lúc đó tôi hoảng lắm. Tại vì á giống như lúc đó anh nằm xuống rồi đó. Rồi tự nhiên mình cũng cứ động viên á, mình đứng kế bên á, bóp chân bóp tay xong rồi mới nói là ráng lên, còn ba đứa nhỏ nữa. Ráng cố gắng lên, đừng lỡ có những gì làm ai đứa con. Không mình vợ giờ nuôi không nổi đâu. Đứng ra nuôi nuôi. Rồi anh khóc nữa, nước mắt anh chạy xuống đây xong rồi là trận lên cái là đi luôn á. Lúc đó nói chung là không biết nói gì luôn. Ba cưng con lắm, mỗi lần con muốn ăn cái gì là kiểu như ngày, ba nói không cho, là nhưng mà ngày hôm sau ba vẫn mua cho con. Trước là ba làm thiết kế đồ họa, ba về làm ở nhà luôn, kiểu có gì chăm em và quan tâm cả nhà luôn cho nó tiện. Ba làm cũng kiểu như là đủ ăn đủ mặc cho cả gia đình luôn. Ba với con đi cách ly chung còn vẫn được ăn chung, kiểu nói chuyện qua lại nhiều. Nhưng mà không ngờ là ba đi nhanh quá. Anh lo lắng đủ thứ hết trơn á, chứ không phải như là cũng không ăn nhậu rồi này kia nọ, cho nên mình cũng thấy suy nghĩ hay lo lắng gì hết. Nói chung bây giờ tháng nào trang trải đủ cái đó là mừng lắm rồi, nhưng mà hình như là tháng nó còn bị thiếu á. Hoàn cảnh như vậy là trong cái đợt Covid vừa rồi đó, gia đình chị là thuộc một trong những hộ rất là khó khăn, là chồng chị đã mất trong dịch Covid, rồi một thân phải nuôi ba em bé, một đứa lớn và hai đứa nhỏ. Thì ở tổ dân phố thì cũng có nhiều mạnh thường quân cũng ra tay giúp đỡ. Cô Nam thì nói chung là được lòng những người ở xung quanh, hiền dễ mến. Gia đình con khó khăn hơn rất nhiều luôn, về chi phí tiền nhà, tiền sữa cho em, rồi tiền đi học cho em với con nữa, tiền sinh hoạt rồi ăn uống tùm lum hết luôn. Bây giờ chỉ có mình mẹ con gánh là mà một tháng mẹ con mai chắc cũng được 2-3 triệu rồi. Cũng có mạnh thường quân xuống giúp đỡ nên là mới kiểu như là mới cho con ăn học với lại cho em uống sữa rồi này kia được. Tại bên nội bên ngoại gì ai cũng bệnh hoạn già yếu hết trơn à. Mình còn nhiều khi chứ mình không giúp được thì thôi, chứ bây giờ làm sao giúp được mình. Hiện tại sức khỏe nó cũng chưa ổn lắm, tại vì mới hôm bữa trước chị mới mổ u nang xong á, thành ra nó nhiều khi nó cũng còn yếu trong người, giống như thời gian gần đây cứ bị chóng mặt hoài à. Rồi nói chung là có mấy lần cũng thấy nhiều khi thấy bố cổ á, thấy nó hơi có lạ lạ, có cục bướu mỡ sau lưng nữa. Rồi đi thì cũng đi khám bác sĩ cho thuốc uống, mà uống xong đi khám nữa, tay khám cũng hơi ngán á, ngán tiền thành ra thôi cũng phải cho qua tới đâu hay tới đó. Mỗi lần mà dỡ xe hàng nó bỏ lên chiếc xe Honda là phải gồng hết mình là mới dỡ được nặng. Con cũng muốn là mẹ cũng như là kiếm được nhiều tiền á, nhưng mà cái ngày mai này thì con thấy lương nó cũng thấp á, cực quá. Con cũng không biết sao nữa, nhưng bây giờ con chỉ biết là phụ mẹ thì được nhiều hay bấy nhiêu thôi. Con thấy gia đình mình khó khăn vậy thì con cũng có động lực để con cố gắng học tập hơn, để có gì có mai sau có tiền rồi con cho mẹ rồi cho hai em ăn học nữa. Thư ơi, mẹ hiện giờ chỉ mong con có nhiều sức khỏe, ráng học cho giỏi để sau này còn phụ mẹ, còn chăm hai em. Còn hiện tại thì dù có khổ cực cỡ nào mẹ cũng cố gắng mẹ làm hết. Thank you.
Ồ, chào con gái. Thật ra chúng ta vừa đến hình ảnh gia đình đầu tiên chúng ta đã rơi nước mắt rồi. Đến gia đình thứ hai chúng ta lại cạn nước mắt luôn, không còn có thể khóc được nữa. Bởi nên là càng khó khăn hơn nữa. Chị thì vừa mới bị u nang buồng trứng, rồi ông xã cũng mất vì Covid, bây giờ còn ba đứa nhỏ này vậy. Thật ra rất là khó luôn hả chị? Dạ. Mỗi tháng thì thu nhập chị có vài triệu như thế cũng đâu có đủ để lo cho ba đứa nhỏ đúng không chị? Dạ. Có lúc nào mà khó quá đó rồi mình định buông xuôi hết không chị? Dạ không. Tại vì nói chung là khó cỡ nào khó cũng phải ráng nuôi với ba đứa nhỏ. Có bao giờ trong nhà mình thiếu thốn gạo thóc này kia không chị? Dạ gạo thì không có thiếu, tại bên phường cho nên là gạo không có thiếu. Mỗi lần chị khóc vậy thì chị tâm sự với ba đứa nhỏ này hả? Dạ không, mỗi lần khóc là chị không có khóc bình thường, chỉ đợi lúc mà con nó ngủ hết rồi mới khóc. Ngồi dưới giường ngủ nhìn ông xã khóc, như ông có khóc có mấy đứa con sợ nó khóc theo. Hai bé sinh đôi còn quá nhỏ để cảm nhận cái khó khăn, cái khốn khó trong gia đình chị. Nhưng mà em lớn cũng đã nhận ra tất cả mọi thứ rồi. Em lớn thì chắc chắn cũng sẽ có một cái mục tiêu nào đó, học tập thật tốt để sau này giúp mẹ đúng không con? Dạ đúng rồi. Mẹ thường hay khóc ban đêm lắm. Có bao giờ con bắt gặp mẹ khóc như vậy chưa? Dạ có mấy lúc mẹ khóc trước mặt con. Trước mặt con luôn? Dạ có. Lúc đó thì con nói gì với mẹ? Mẹ nói là mẹ đừng khóc nữa, giờ mẹ cố gắng làm nuôi, có gì sau này con có tiền thì con nuôi lại. Ước mơ sau này con sẽ làm gì hả con? Dạ lúc ba con làm thiết kế đồ họa thì giờ con cũng muốn kiểu nói nghiệp theo ba con. Theo Mạnh Cường thì chúng ta có một cái con đường nào để tiến lên phía trước không? Em thật sự em cũng biết sao nữa anh. Với lại coi những hình ảnh vừa rồi á, có hai điều mà em thực sự là ấn tượng. Cái thứ nhất đó là hai mẹ con cứ nhắc đi nhắc lại cái ngày 5 tháng 9 năm 2021 là một ngày mà gọi là ám ảnh với gia đình khi mà người ba mất. Và anh nhớ cái ngày 5 tháng 9 là ngày gì không anh? Là ngày khai giảng của các con. Vậy mà là ngày đó là gia đình mình lại đối diện với một cái tin buồn như thế. Và cái điều thứ hai đó là chị nói rằng là nhiều lúc là chị cũng lo lắng cho bệnh mình lắm mà không có tiền thì thôi bỏ qua. Có rất là nhiều những hoàn cảnh như thế. Em thì em tin rằng là với sự kiên cường của gia đình thì chắc chắn sẽ có hướng đi, nhưng mà thực sự là tới bây giờ em cũng chưa biết hướng đi như thế nào luôn anh. Khó đó. Dạ. Thật ra rất khó. Chúng ta cần sự hỗ trợ của cộng đồng rất là nhiều để có thể tìm ra và hỗ trợ cho một hướng đi nào đó để giúp gia đình thoát khỏi khốn khó đó. Anh Thi đang suy nghĩ điều gì hả em? Em thấy bây giờ là gia đình mình là thiếu một cái vòng tay của người đàn ông. Tuy nhiên là lúc nãy khi mà nghe những chia sẻ của em gái, năm nay là con bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 16 tuổi. Một đứa bé mới có 16 tuổi thôi, nhưng mà trong cái ánh mắt khi mà em chia sẻ với mọi người á thì rất là kiên cường. Chị tin là sau này em sẽ là một cô gái mạnh mẽ. Nếu như em có những cái ước mơ về một cái tương lai, một công việc nào đó thì em hãy cố gắng nỗ lực để mà thực hiện nó. Tại vì bây giờ nếu như xung quanh chúng ta có rất là nhiều người giúp đỡ chúng ta, nhưng bản thân chúng ta phải là người cố gắng đầu tiên. Cố gắng cho chính em nè, cho mẹ mình nè, và cho hai em của mình nữa. Xung quanh mình lúc nào cũng có tình yêu thương của tất cả mọi người. Cứ bước đi, cứ bước rồi anh nghĩ rằng nó sẽ tới. Nếu không tới thì có rất nhiều người sẽ ủng hộ đưa chúng ta tới đích đó. Thôi, chúc gia đình chị sẽ vượt qua khó khăn đó. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta tiếp tục với gia đình cuối cùng trong ngày hôm nay. Em tên là Phạm Trường Thịnh, hiện tại em 17 tuổi. Và hiện tại em đang sống cùng cậu và dì bị mắc bệnh thần kinh nhẹ. Ông em mất năm 2020, bà em mất sau đó tại dịch Covid. Và mẹ em cũng mất do tai nạn giao thông. Em Thịnh thì từ lúc mới sinh ra là cha mẹ đã mất rồi. Thì em ở với ông bà ngoại. Thì năm 2020 á, là ông ngoại của em là bệnh chết vì tai biến. Xong rồi đến hôm rồi dịch Covid nữa thì bà ngoại mất luôn. Thì bây giờ em ở đây với một ông cậu với bà dì. Thì
thì coi như là những người đó cũng bệnh không được tỉnh táo gì, cho nên bình thường mình. Giờ coi như trong gia đình em á, là một người coi như là giống như một cánh tay tự lực ở trong gia đình. Dạ, bà em mất do Covid vào tháng 8 năm 2021. Và em cũng là người chăm lo cho bà lúc trong bệnh viện, nhưng mà về sau thì sức khỏe bà yếu dần. Đáng như vậy thì em kêu thì bà không dậy. Và lúc đó bà mất, em chỉ biết gọi bà dậy, không nói gì được gì với bà hết. Tôi đây làm em ruột của bà ngoại của Thịnh, vì nhà ông bà ngoại của Trần Thịnh mất hết rồi nên tôi là người giám hộ. Bà chịu trách nhiệm trong tôi cho cậu dì bị thần kinh. Cháu vừa đi học vừa làm công thêm nuôi cậu dì thần kinh nên là cũng không có tiền nhiều. Lúc còn sống thì ông rất thương em, từng món đồ ăn nhỏ nhất cũng để dành cho em, chờ em đi học về để ăn. Và bà là người quán xuyến tất cả công việc trong gia đình, giặt giũ và nấu ăn. Ông mà có vai trò lớn là nguồn động lực để em phấn đấu, nhưng mà em chưa có kịp béo méo thì ông bà đã mất. Lúc còn bé thì em cũng cởi mở, nhưng mà sau về lớn thì em cũng ít nói chuyện cởi mở với ông, chưa bao giờ nói là em thương ông. Khi ông đốt nhang cho ông thì em chỉ có thể nói là con xin lỗi ông. Tình ơi, con cố gắng lên để học tập cho tốt, để lo tương lai. Coi như là trong khu phố hoặc các mạnh thường quân, người ta đang theo dõi để mà giúp đỡ con trên bước đường tương lai đi tới. Con cố gắng lên nha. Hiện tại thì em đang học nghề điện dân dụng, và sau này em chỉ mong muốn là thành công và đi làm được để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Điều mà ông đồng nguyện mong muốn em nhất là lớn này sao có việc làm ổn định để nuôi dì cậu thay ông. Dạ, trước khi ông mất thì ông không nói được cái điều gì hết, nhưng mà trước đó thì em hiểu được những điều đó. Con cảm ơn ông với bà đã nuôi con từ nhỏ. Con chỉ hứa một lần là chăm lo cho cậu gì để cho cậu gì có một cuộc sống tốt hơn. Rồi, xin chào con nha. Quý vị thân mến, đến cái clip thứ 3 thì tôi tin chắc là quý vị xem chương trình chắc quý vị không có kềm được cái xúc động của mình đâu. Bây giờ một mình em chơi vơi như thế, về sống với hai người thân là cậu hả? Dạ đúng rồi. Cậu thì bị bệnh tâm thần. Cuộc sống nó khó như vậy đó quý vị. Gần như với gia đình thứ 3 thì chúng tôi không biết con đường nào để hướng tới một tương lai nữa. Nhưng mà nhìn lại thì cũng may mắn là con cũng lớn rồi. Dạ. Con đủ để hiểu được cuộc sống này khó khăn thế nào. Con cũng nỗ lực vươn lên cuộc sống rồi. Hả? Dạ. Con thì hiện nay đang học như thế nào con? Dạ, hiện tại con đang học tại trường nghề Nguyễn Hữu Cảnh. Cái hoàn cảnh của bạn Thịnh đó, cái điều mà khiến cho em cứ phải trăn trở hoài đó là bạn liên tục gặp những cái gọi là cái biến cố. Biến cố và có những cái bước hẩn trong cuộc sống đó. Em cứ liên tục gặp những cái biến cố như vậy thì mỗi lần mình gặp như vậy em có cảm thấy là nản hay là nghĩ như thế nào? Dạ, những lúc như vậy thì em cũng có nhiều lúc thì em cũng suy sụp lại. Nhưng mà em nghĩ tới cậu gì với ông bà, con ơn ông bà nuôi nên em cũng cố gắng vượt qua, chứ không có buồn hoài. Nó cũng không được cái gì. Thật ra bất cứ ai trong cuộc sống này nếu gặp những trường hợp nó liên tục xảy ra như vậy, biến cố liên tục như vậy thì thật ra chịu không nổi đâu.
suy sụp là nó nhẹ đó. Thật ra giống như mình rơi xuống vực thẳm luôn, mình buông xuôi luôn tất cả mọi thứ luôn. Đúng không anh Thi? Trong tương lai á thì em muốn hỏi là em có một cái ước mơ gì trong tương lai, mình hình một người như thế nào không, hay là một công việc như thế nào không? Trong tương lai em không có mong muốn gì nhiều, chỉ mong muốn là có một công việc ổn định để đủ trang trải để sau này nuôi cậu gì. Chị nghĩ là khi mà mình có một cái ước muốn anh, giống như có một cái đỉnh núi trong lòng mình để mình chinh phục á, thì những cái trở ngại trên con đường mình đi á, em cứ tưởng tượng nó giống như là những cái viên gạch, viên đá, mình cứ đá, mình đi, mình đá, mình đi, mình đá. Cái gì mà nó cản mình á, thì là mình lại càng mạnh mẽ hơn. Thì chị nghĩ là với cái sự nỗ lực của em trong hiện tại, thì nó sẽ củng cố cho cái tương lai của em rất là nhiều. Và chị hy vọng là ước mơ của em là sẽ trở thành hiện thực. Và bây giờ mình bằng mọi cách mình chị nói là bằng mọi cách mình cố gắng, nhưng mình giữ được cái tinh thần của mình là điều quan trọng nhất. Bạn chịu quá nhiều là mất mát, tổn thương. Đúng trong rồi. Gia đình thì anh Thi hy vọng là sẽ có những cái thứ tốt đẹp nó đang bù đắp cho em. Và tương lai chắc chắn là một cái khởi đầu nó sẽ tươi sáng hơn. Sau cơn mưa thì trời lại sáng nha. Mái đình Việt là một trong những mái nhà để chia sẻ, để lan tỏa, để yêu thương, để chở che và để kết nối nhiều mạnh thường quân hơn nữa trong cuộc sống này. Đại dịch đã trôi qua nhưng mà còn quá nhiều của nỗi đau như vậy quý vị, quá nhiều của hoàn cảnh như thế, những hoàn cảnh còn bi kịch hơn nữa. Chúng tôi hy vọng rằng trong cuộc sống này chúng ta sẽ chữa lành những vết thương đó, làm lành những cái tổn thương đó trong cuộc sống này, sẽ lau khô tất cả những giọt nước mắt trong đại dịch và giúp cho họ vượt qua những khó khăn khốn khó này. Hãy cố gắng lên nhé, xung quanh chúng ta còn rất là nhiều điều tốt đẹp. Và bây giờ chúng tôi xin mời cả ba gia đình, chúng ta sẽ bắt đầu đến với mái ấm gia đình Việt. Ngay bây giờ thì Quỳnh Linh nghĩ rằng là chúng ta hãy quên đi những cái muộn phiền đó đi, quên đi những khó khăn đi, hãy đến với cuộc sống này bằng những thử thách. Và chắc chắn những thử thách đó nó tuy là khó nhưng bằng mọi cách phải vượt qua. Còn với mái ấm gia đình Việt thì nó không khó chút xíu nào cả. Chúng ta chỉ tham gia chương trình để động viên, để có thêm một tinh thần, một nghị lực trong cuộc sống này. Và đầu tiên chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho anh Thi và Mạnh Cường. Đang cầm trên tay. Quyền ưu tiên là gì? Quý vị theo dõi chương trình Mắm Gia đình Việt thì biết quyền ưu tiên này sẽ giảm đi 50% khó khăn dành cho những gia đình tham gia thử thách. 1 phút 30 giây, bằng mọi cách, bắn bi, thảy bi, quăng bi thế nào đó mà chúng ta sẽ cho nó vô cái lỗ này, vô cái đó. Anh không vô luôn. Anh không vô. Làm gì? Vô. Đó. Dạ. Đơn giản. Dạ. Mỗi người sẽ vào được 10 cái viên bi. Dạ. Nha. Rồi, chuẩn bị. Tôi sẽ đếm mỗi cái lon 10 viên bi. 3 2 1 bắt đầu. Đứng xa xa ra, xa xa ra. Mới có 1 viên thôi. 2 viên rồi. 3 hay quá Thi. Đếm cho đủ nha. Gì vậy Mạnh Cường? Gì ra ngoài không Mạnh Cường? Xa xa ra, xa xa ra. Xa ra. Gần quá, ăn gian quá. Đưa cái tay xa ra chứ, một viên, một lần một viên thôi. Đếm cho đủ 10 viên nha. Ai 10 viên thì dừng lại. Ủa, 10 chưa anh? 10 chưa, 10 chưa? Ai biết nào? 10 chưa vậy? Ê, chơi gì vậy? Rồi em 10 viên rồi đó. Em 10 viên rồi mà. Chơi gì thấy nguyên một đống luôn vậy? Ai chơi gì kì vậy? Cố lên, cố lên nào. Ủa, em 10 viên rồi đó. Em 10 viên rồi đó. Xa ra, xa ra. Rồi, em mấy chục viên rồi. Chưa có đủ, chơi tiếp đi. Chơi hết rồi. Hết rồi. Nữa đi. Rồi vô luôn. Cố lên. Cố lên nữa đi. Trời ơi, đừng gắn lối anh. Cậy nó thêm luôn, đi. Hết luôn. Thêm đi. Thêm hoài trời đi. Trời ơi, em đừng có chọn tay vô. Đừng có lại tự ta chơi. Gì vậy? Trời ơi, ra ngoài. Cái cuối cùng, cái cuối cùng. 3, 2, 1. Vô. Nhiều lắm anh ơi. Nhiều lắm. Nói thôi, tạo thêm áp lực các bạn thôi. Chứ các bạn đã chiến thắng nãy giờ rồi. Ôi ôi. Yeah. Yeah. Thì không có làm khó các bạn sẽ rút quyền ưu tiên coi là gì nào. 1 2 2 3. Gì đó? Được giảm 20 bóng. Rồi bây giờ chúng ta tặng cho ba gia đình đi nào. Ơi, chúc mừng gia đình. Dạ, chúc mừng gia đình. Được giảm 20 bóng. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên dành cho cả ba gia đình ngày hôm nay.
đây là thử thách đầu tiên dành cho cả ba gia đình. Sau khi mà anh Thi cùng với Mạnh Cường đã vượt qua thử thách đầu tiên, đã giảm được gần như một nửa cái thử thách cho gia đình, ba gia đình chúng ta rồi. Bây giờ chỉ còn một nửa thôi, mình cố gắng vượt qua. Tuy là thử thách đầu tiên nhưng rất là quan trọng, bởi vì ở thử thách này mỗi gia đình chúng ta nếu như có thời gian thấp nhất là càng tốt. Để chi? Để chút xíu mình sẽ cộng với thử thách lần thứ hai. Cộng lại sau hai thử thách, gia đình nào có số thời gian càng thấp, thấp nhất, chúng ta sẽ được bước vào vòng rút logo của chương trình. Ở đó thì các bạn biết là rất nhiều logo, rất nhiều giá trị giải thưởng đang chờ các bạn. Chính vì vậy chúng ta phải nỗ lực cả 300% luôn nha. Rồi, tất cả sẵn sàng. Đơn giản là gì? Chúng ta sẽ bịt mắt lại. Người nào bịt mắt thì đi qua, vượt qua các chướng ngại vật và đâm bể bong bóng là xong. Người còn lại chúng ta sẽ chỉ hướng dẫn quẹo trái quẹo phải. Bởi vì ba gia đình có sức khỏe cũng không tốt lắm. Chính vì thế chúng tôi đang hỗ trợ những tình nguyện viên để có thể giúp ba gia đình vượt qua thử thách đầu tiên này. Bây giờ Mạnh Cường và anh Thi, các bạn thấy không khí như thế nào? Giờ em nghĩ là mọi người sẽ cùng cho em vỗ một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho ba đội nhé. Rồi, vỗ tay lên nào. Quý vị ơi, tất cả sẵn sàng chưa nào? Đội nào làm bể bong bóng sớm nhất, đội đó sẽ là đội chiến thắng nha. Sẵn sàng. Thời gian dành cho ba đội bắt đầu. Chạy, di chuyển nhanh, nói thôi. Wow, trời ơi, trời, lẹ lên, đeo lên lại, nhanh, đeo lên, trời bên kia quá trời luôn, đội nào trời như đâu, bên kia như không được khí con mắt ra, không được khí mắt ra, quay mặt đây là kiểm soát, nào, không được giờ hưa, không được cái nào dẫn nha, bên kia quá trời kìa. Để xem đội nào sẽ là đội bể bóng trước đây quý vị. Thôi, hay lắm, cố gắng lên. Bé hướng dẫn. Cố gắng lên nào, mổ thật mạnh lên. Mổ mạnh lên. Mạnh lên. Trời đất ơi. Cái này mạnh lên. Em ơi. Mạnh xuống. Đây. Mạnh luôn. Mạnh nữa. Đó, mạnh gì đó, đúng rồi. Mạnh lên. Nhanh, mạnh. Mạnh Cường hướng dẫn đi. Mổ mạnh lên, trời ơi em ơi. Yeah. Rồi, một đội. Mạnh lên. Đội thứ nhất đã hoàn thành. Mạnh lên. Trời ơi em ơi. Đúng rồi. Cố xuống. Em ơi. Mạnh lên, tốt. Sát lên. Trời ơi. Nhanh lên nào. Trời ơi. Sát vô đi. Ôi trời ơi, sợ quá. Được rồi. Chết rồi, nó mổ quá trời. Được rồi, xuống ra. Còn ba cái mổ đi. Ráng đi em ơi, chứ nó cái gì hoài vậy. Trời ơi, nhanh lên. Đúng rồi. Đâu còn. Nè, đó em ơi. Nhanh lên. Ngồi xuống đi. Sợ quá. Ngồi xuống luôn. Còn có hai cái đó. Đó, mổ lên. Rồi, không có bóp. Trời ơi. Xuống ra. Xuống ra. Nhanh lên, còn hai. Ráng đi em ơi. Ráng lên, mổ mạnh lên. Trời ơi, cái gì nữa. Trời, cái gì vậy. Đó, rơi lên. Trời ơi, thắng rồi. Còn hết chưa, Trời ơi. Người ta mổ mạnh lắm một lần. Sao không đau? Bạn sợ làm đau bong bóng anh ơi. Đúng rồi, làm sợ làm bể bong bóng vậy đó. Thì đó, sợ quá rồi. Sao vậy em? Em sợ nó bể bong bóng hả? Mà em nghĩ rằng là bạn sợ nên em đụng vô cái bong bóng bể em giật mình luôn anh. Thật sự em bị giật mình á. Trời ơi, tưởng gì ông Mạnh Cường ông là hí. Ồ, giật mình em sợ đó anh. Bong bóng rồi. Ghê quá. Đáng lẽ này để em gái này mổ hay hơn nè. Mổ cái gì mà bong bóng, sợ bong bóng bể. Anh ơi, bên kia giòn giả như một tiếng pháo dài luôn anh. Rồi. Quá trời quá đất. Bây giờ chúng ta công bố kết quả xem đội nào có thời gian thấp nhất. Rồi, bây giờ tôi sẽ công bố kết quả. Không sao, nếu như thử thách này chưa xong, chúng ta cố gắng thử thách thứ hai, nỗ lực hơn nữa nha. Hai gia đình còn lại, chúng tôi xin công bố gia đình của anh Thư là 1 phút 56 giây. Gia đình em Thịnh là 1 phút 57 giây. Yeah. Gia đình của em Khang có 56 giây thôi. Yeah. Chúc mừng. Như vậy là hai gia đình còn lại thua 1 phút nha. Thua 1 phút. Chúng ta sẽ nỗ lực hơn ở thử thách thứ hai. Nếu thử thách thứ hai mà ta không nỗ lực là xem như chúng ta ra về với giải thưởng rất ít. Đội nào về nhất trong ngày hôm nay, đội đó ra về với giải thưởng là những bản logo của chương trình, trong đó có số tiền khác nhau. Gia đình về nhì sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng.
Gia đình về ba sẽ nhận được giải thưởng 15 triệu đồng. Mạnh Cường và anh Thi về bốn nhận được giải thưởng là 0 đồng. Vui quá anh. Vui quá. Vui quá. Hỗ trợ là chính dạ. Thôi, tiền bạc là gì đâu, đúng dạ. Không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ với thử thách dành cho anh Thi và Mạnh Cường. Thử thách này rất quan trọng thưa quý vị. Thử thách này là thử thách cuối cùng dành cho cả ba gia đình. Dạ. Để xem họ có được vào vòng đặc biệt của chương trình hay không. Chính vì thế nên thử thách dành cho hai nghệ sĩ cũng quan trọng. Bây giờ là nhiệm vụ của anh Thi và Mạnh Cường dành quyền ưu tiên này. Dạ. Với nhiệm vụ phải hoàn thành thử thách chúng tôi. Ủa, thử thách gì mà có bột tùm lum la trên. Năm dạ. Cái bông này nằm ở dưới cái mớ bột. Bây giờ dùng lùa hả? Miệng, dùng hơi. Ôi. Có bằng thổi cho nó bay cái bột đi. Dạ. Để nó lòi cái bông lên. Trời đất ơi à, anh ơi. Sau đó dùng cái miệng lấy cái bông. Hai người di chuyển đến cái mâm đằng kia là hai xong. Người di chuyển bằng cách nào anh? Bằng cách là ngậm cái bông. Dạ rồi sao nữa cái anh? Cái bông nó kết nối hai người với nhau. Kết nối hai người là sao anh? Là em với Thi làm gì? Là hai người đối diện nhau. Một người ngậm đầu bông, người ngậm cuối bông. Ủa? Hả? Anh ở đầu bông em cuối bông. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Đó trời ơi. Đó, lấy một cái bông thôi. Ôi một cái bông ơi, thôi. Bỏ lại bớt. Bỏ lại bớt. Một cái thôi. Một bông. Một bông hả? Một bông. Đó, đúng rồi. Một bông. Có chừng có ngãi không? Còn bốn bông nữa tìm đâu ra. Quay quay lưng qua đây nè. Quay lưng qua đây tìm nè. Thi quay qua đây nè. Qua đây, qua đây. Ra đây đó. À đây 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 đây. Đâu đâu ơi. Đó. Ừ. Anh ở đầu bông em cuối bông. Ừ. Chân giận chân. Cái gì vậy? Ôi ơi khó anh ơi. Khó quá vậy. Ai à. Từ từ. Cố lên nào. Hai bông. Còn ba bông nữa. Thi không khả năng đi anh ơi. Quay qua đây nè. Trời ơi. Làm gì mà. Anh ở đầu bông em cuối bông đúng rồi. Đúng lên. Bông này chúng tôi thử trùng rồi nha quý vị. Chúng tôi đã thử trùng qua nước tím, qua nước muối. Quay mặt qua đây nè. Ôi ôi. Trời ơi. Cuộc sống này quá áp lực rồi quý vị. Quá nhiều buồn phiền trong cuộc sống. Vì thế tôi nên tạo nên những tình tiết này cho nó vui vẻ, cho nó quên đi những buồn phiền trong cuộc sống vậy thôi đó quý vị ha. Vui mà, vui để chúng ta có thêm nhiều động lực để tiến lên phía trước. Bông cuối cùng, cố lên nào. Lâu lâu chơi vui nữa mà, có gì đâu phải không. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tuyệt vời, tuyệt vời. 1, 2, 3, 4, 5. Thông báo, bông đã khử trùng. Chúc mừng các bạn, đây là quyền ưu tiên dành cho ba gia đình. Yeah. Mình tặng ba gia đình đi và mình đi chuẩn bị. 3, 2, 1. Được giảm 20 lon. 20 lon. Chuyển cho gia đình, chúc mừng. Cảm ơn Mạnh Cường và anh Thi đã đem niềm vui đến cho cả ba gia đình. Yeah. Tạo nên những động lực đó. Còn bây giờ ta sẽ đến với thử thách cuối cùng dành cho ba gia đình ngày hôm nay trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin mời. Đây là thử thách cuối cùng với những nỗ lực cố gắng cuối cùng của cả ba gia đình. Sau vòng thi này chúng ta sẽ cộng điểm thử thách đầu tiên cùng với thử thách này lại với nhau. Gia đình nào có số thời gian thấp nhất, gia đình đó sẽ chiến thắng. Gia đình nào có thời gian thấp nhì, chúng ta sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Gia đình có số thời gian cao nhất sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng.
Chính vì thế nên chúng ta cố gắng làm sao mà càng sớm càng tốt ha. Bây giờ sẽ từng đội chơi. Nhiệm vụ rất là đơn giản. Trong đống rơm tôi rất là nhiều bóng, chúng ta chỉ cần tìm bóng ra và đứng đây ném làm sao mà nó ngã hết tất cả những cái lon trên đó là xong. Đội nào ngã thời gian thấp nhất thì chiến thắng đến rất gần với chúng ta. À, bây giờ thì đại diện ba gia đình ta sẽ bề trắng ra bề đen, đội nào thắng thì có quyền chọn cho mình thi trước thì sao. Bàn tay trắng, bàn tay đen. Rồi mình ra trước đúng không? Rồi hai quánh tu sĩ. Rồi vậy là con chọn thi trước thì sao? Dạ về trước. À thi trước không? Trời ơi thi trước. Rồi mình thắng giữa nè, mình chọn thi trước hay thi sau con? Thi giữa luôn hả? Rồi vậy là con tự nhiên thi chót rồi đó. Rồi bây giờ thì hai đội còn lại chúng ta trở về đủ cổ vũ tinh thần cho đội chơi đầu tiên đó, đội của Thịnh. Chúng ta sẽ đến với phần thử thách đầu tiên dành cho em Thịnh và gia đình với sự hỗ trợ của hai nghệ sĩ chúng tôi. Nhưng mà khi nào thời gian hết một phút thì các bạn mới được vào nha. Dạ. Đơn giản là chúng ta sẽ lấy bóng ở trong bóng rơm này và đứng lên cái cầu khỉ đó, định vị cho nó vững vàng, xong rồi ổn định trật tự rồi bắt đầu ta ném. Coi coi đồng hồ cái đó. Số mấy? Không ạ. Không không. Số mấy mình Cường? Dạ không không ạ. Không không. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh lên, nhanh lên. Lấy chưa một phút, lên, chưa một phút đi ơi, đi ơi, đi ơi. Để ta có thời gian. Rồi rồi, em cứ chạm bóng đi, em ném bóng đi. Rồi rồi, em lên đi. Tới luôn đi. Đúng rồi. Có tìm được chưa? Đứng. Mình cầm bóng trước đó Thịnh. Rồi cứ tới mà luyện thôi. Không được rồi. Không được luôn. Cố gắng lên Thịnh. Cái nào gần gần nhất cho nó có khi thế rồi. Wow. Không được rồi. Nhấp nhấp cho nó kỹ vô Thịnh. Trời ơi. Nhấp vô. Nhấp. Không được rồi. Cố lên. Cố lên. Chưa chưa. Chưa được vô. Lấy bóng nhiều nhiều vô đi. Vô. Vô đi Mạnh Cường, Anh Thi, bắt đầu. Hai bạn vô luôn. Nào, hãy cùng nhau chúng ta làm ngã tất cả các lon của chương trình. Thử thách này cũng dễ chứ cũng khó. Quan trọng là... trời ơi. Đấy. Được rồi, cứ như vậy nha. Đó, cố gắng làm sao mà nó ngã hết. Hay quá. Hay lắm Thịnh. Cố lên. Vô. Không được rồi. Xong chúng ta cử một người qua nhặt bóng nha. Ôi. Hay lắm Thịnh. Thịnh ơi, Thịnh ơi. Cử một người ra nhặt bóng. Ê. Rồi, đi lấy bóng đi, lấy bóng đi. Thịnh ơi. Ôi xong. Lấy bóng nhiều lên. Hai người ổn định thăng bằng, sau đó chúng ta sẽ thăng bằng được thôi. Liền ngay cái ghế nó ngã cũng được. Ơi. Cố lên, cố lên. Vô. Vô. Hay lắm Cường. Vô. Không được rồi. Cố gắng làm sao ngã hết luôn. Vô. Trời ơi, hay vậy Thịnh. Thấy chưa? Nó không có ngay vị trí. Trời ơi. Thịnh nó được mọi người ủng hộ sao á. Hay quá vậy. Vô. Em đưa cho anh. Tráng lên. Cố lên. Ý, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Vô. Thôi thôi. Đi lượm bóng đi. Mình cử người đi lượm bóng nhiều lên. Lượm bóng nhiều lên, càng nhiều càng tốt. Để có thể có nhiều bóng để làm ngã các cái lon của chúng tôi. Cố lên. Vô. Trời ơi. Mạnh lên, mạnh lên, cái ghế. Vô, hay quá. Vô. Còn như vậy là cũng hay lắm Thịnh. Mạnh lên cái ghế là được rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đó Thịnh. Ráng lên. Vô. Trời ơi. Hey. Trời ơi. Vô. Được. Hay lắm. Còn 2, 4, 6 cái lon nữa. Còn 6 cái lon nữa. Cố gắng nhắm trúng đích. Vô. Ơi. Hay lắm Thịnh ơi.
Mạnh Cường nào, ráng lên Cường, hết xui hết Cường. Mạnh Cường nhắm ngay chúng mới lo không được, không được nhắm chúng mới lo luôn Cường ơi, lấy bóng nhiều lên. Gió đã về thôi đó, đó vô vô. Còn hai, còn một cái nữa, còn cái kia, một cái cuối cùng thôi. Trời ơi, chút xíu rồi, ra lên, ráng lên nào. Còn cái lon này khó quá, chúng ta đang hồi hộp chờ đợi những giây phút cuối cùng quý vị. Lon ơi nào, hãy giúp chúng tôi. Xác, xác. Nhanh lên. Ôi. Cuối cùng thì tất cả các lon đã được ngã. Rồi, chúng ta vỗ tay chúc mừng gia đình anh Thịnh. Mời gia đình thứ hai, gia đình của em Thư. Gia đình thứ hai sẵn sàng. Chúng ta kiểm tra đồng hồ xong rồi, hãy bóng luôn. Không không. Không không. Không không luôn nha. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Anh Cường và... Rồi. Anh Thi từ từ vào nha. Cứ tìm bóng lên đây đi. Rồi. Bóng nhiều lên đây. Rồi, ném được rồi đó. Ném được rồi. Chúng ta dành thời gian ném bóng đi. Úi giời ơi. Nhắm đó con. Thư nhắm cho nó kỹ vô. Cố lên Thư. Không có được rồi. Thấp chút xíu Thư ơi. Em trai đứng anh ném luôn đi. Hai người mà. Đó, hai người mà. Ngay cái giữa đó. Không được rồi. Thư nắm bóng không được rồi. Đó, vô. Hay lắm. Vô. Ráng lên. Cổ động viên quyết liệt lên nào. Cố lên. Cố lên. Được. Không thấy cơn gió nào thổi như vậy. Ráng lên nào. Thấp xuống Thư, thấp xuống, đúng rồi, vô đi Cường, Như Thi, Cường Như Thi vô luôn, hả, trời ơi, hay quá Thi ơi, Thư ơi là Thư, hay lắm, Thư và Thi, hai cô gái mảnh mai lại làm nhiệm vụ khá đặc biệt, ôi ơi, hay quá, cứ chúng ta là ngã thôi, vô. Lấy bóng càng nhiều càng tốt. Cố lên nào. Bóng đâu. Nhanh lên. Cố lên. Vô. Ráng lên. Vô. Hay quá. Ráng thôi. Còn một cái đó ngã ra được rồi. Thấp xuống Thư, thấp xuống xíu nữa. Để xem thời gian của đội em Thư là bao nhiêu. Cố lên. Còn mấy cái lon cuối cùng mới khó. Ơi, hay đó, cái đó hay đó. Còn mấy lon cuối cùng mới khó. Không đơn giản xíu nào đâu. Hay lắm. Còn 2-3 cái lon nữa. Còn 3 cái lon nữa. Nhanh lên. Cố lên. Ba cái lon này từ từ nó sẽ ngã thôi. Quan trọng là chừng nào ngã đây. Khó lắm. Cố lên. Thêm bóng đi. Vô. Có khi nãy ném rồi. Hai cái lon nữa. Ây, hay quá. Cái cuối cùng kìa. Cái cuối cùng đó. Cố lên. Wow. Hồi hộp quá quý vị.
Trời ơi, ráng lên nào. Tôi cũng thấy cái lon này ngã xuống. Tôi cũng thấy cái lon này ngã. Chúc mừng. Chúc mừng người đặt bóng xuất sắc. Thưa quý vị, với những nỗ lực cuối cùng thì em Thư hôm nay rất là tuyệt vời ha. Một lần nữa ta chúc mừng gia đình của em Thư. Còn gia đình cuối cùng xin mời gia đình em Khang. Tất cả quý vị đã ủng hộ hai gia đình đầu tiên. Còn bây giờ gia đình cuối cùng ta phải ủng hộ nhiệt tình hơn nữa. Tất cả sẵn sàng. Bây giờ mình bắt đầu kiểm tra đồng hồ. Số mấy con? Không không. Không không. Vẫn như thế nha, chúng tôi đã có số liệu của hai gia đình đầu tiên. Quan trọng gia đình mình phải vượt lên. Cổ động viên ơi, hết sức mình luôn nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Quan trọng là chúng ta sẽ đi lên đó ném đi, ném trước. Còn ném như thế nào biết, nhưng mà quan trọng thời gian càng thấp càng tốt. Em Khang, để xem có những cái lon đầu tiên nào là ngã không nha. Cố lên. Mời. Ủa chưa hả? Em được lại được đúng không? Anh Thi chưa? À, chưa hả? Lên. Anh Thi chưa? Cố lên. Chưa coi nào hết. Vô. Hai cái ngã rồi. Vô. Được rồi. Cầm nhiều lên. Cầm nhiều lên rồi, thấy thôi. Cố lên. Không được rồi. Anh Thi và Mạnh Cường vô ném luôn. Tham gia luôn. Đó. Lấy càng nhiều quả bóng là tốt. Cố lên. Ây da. Trời ơi, hay quá. Hay quá. Khang ơi. Anh Thi, nào, có cái lon nào? Có lon nào nhả không? Vô. Lượm bóng đi, lượm bóng lên nào. Cố lên. Ở đây nóng quá vậy, chúng ta dành một người để ném bóng đi. Rồi, mau lên. Lấy bóng đi. Cố lên. Cố động viên quyết liệt quá. Thôi. Vô. Ráng lên. Chúng ta đi lấy bóng đi. Khó nha. Cuối cùng là áp lực lắm á. Vô. Còn rất là nhiều lo. Cố lên nào. Cố lên. Quan trọng là lấy bóng thôi. Lấy nhiều bóng lên. Vô. Trời ơi. Hay quá. Chúng ta còn rất là nhiều lon. Thời gian vẫn còn đang chạy và tất cả những thành viên trong gia đình của Khang đang rất là nỗ lực. Cái ba cái đi. Anh Thư và ba cái đi. Phương. Đây là gia đình cuối cùng trong cuộc thi ngày nay quý vị. Xem nữa. Để xem gia đình okay. Nào sẽ dành thời gian. Ba cái đi tổng ơi. Hay quá. Cố lên. Đây. Ai mà không có gì. Cái hai cái kỳ quá. Hai còn hai cái nữa. Hả? Ai? Ai? Vô đó. Vô. Còn một cái nữa. Một cái. Yeah. Quá trời quá đất rồi. Quá trời quá đất rồi. Chúc mừng luôn em Khang. Một cái cuối cùng trúng đích luôn. Chúc mừng cả ba gia đình. Và bây giờ xin mời ba gia đình chúng ta công bố kết quả. Một cuộc thi
đấu vô cùng hấp dẫn. Một cuộc thi đấu bằng cả trái tim của mình. Tất cả cổ động viên cũng cổ động bằng cả trái tim của mình. Chúng ta cho tràng pháo tay để cảm ơn tất cả những trái tim nhân ái đó. Thật ra là trong cuộc sống này không phải chúng ta có tiền chúng ta có thể giúp được những hoàn cảnh khó khăn đó. Ngay cả chúng ta giúp bằng cái tình, giúp bằng những lời động viên, những cái ôm thật chặt, những cái chia sẻ bằng những tràng pháo tay cũng là lời động viên cho những hoàn cảnh khó khăn đó để họ vươn lên cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn những giọt mồ hôi của anh Thi, của Mạnh Cường đã cố gắng nỗ lực để giúp cho cả ba gia đình vượt qua thử thách của chúng tôi. Và cũng cảm ơn gia đình đã đem đến những cái năng lượng tích cực vô cùng để có thể chiến thắng chính bản thân của mình. Còn cuộc thi thì chúng tôi chưa biết. Tôi xin công bố gia đình đạt được giải ba 15 triệu đồng. Đó là gia đình của... Trong cuộc thi nào, cuộc thử thách nào nó cũng có cái nhỉnh hơn chút xíu. Yeah. Nó dựa vào... Có đôi khi ta nỗ lực nhưng dựa vào yếu tố may mắn nữa ha. Và chúng tôi xin chúc mừng gia đình nhận được giá trị giải thưởng 15 triệu đồng. Đó là gia đình của em. Có số thời gian là 7 phút 49 giây. Số thời gian cao nhất quý vị, 7 phút 49 giây. Gia đình về nhì với số thời gian là 7 phút 35 giây. Gia đình về nhất với số thời gian là 6 phút 53 giây. Rất là thấp luôn quý vị. Và chúc mừng gia đình nhận được giá trị giải thưởng 15 triệu đồng. Đó chính là gia đình của em Thịnh. Một mình đơn lẻ như thế, nhưng chú Quỳnh Linh nghĩ rằng á, là mọi người vẫn xung quanh con. Đừng lo lắng gì cả nha. Nào hãy đứng cùng với Mạnh Cường với lại anh Thi. Xung quanh chúng ta vẫn còn rất là nhiều người ủng hộ con, hỗ trợ con. Mặc dù gia đình của em Thịnh vô cùng khó khăn quý vị, rất là nhiều biến cố xảy ra, nhưng nhìn cái gương mặt của em, tôi biết rằng sự tự tin và sự nỗ lực, những cái khát vọng vẫn còn ở phía trước. Xung quanh con, mọi người sẽ cùng động viên chia sẻ với con nha. Rồi, hãy cố gắng lên, con sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Chúc mừng cho em Thịnh. Anh ơi, cho em có ý kiến xíu. Nói đi Cường. Tại vì gia đình mà được giải nhất thì vô bốc thăm đúng không anh? Đúng rồi. Gia đình giải nhì là được 20 triệu. Đúng rồi. Gia đình giải ba thì được 15 triệu. Cho em ủng hộ 5 triệu đi. Wow. Cho bằng luôn, cho đỡ buồn. Ôm nhau một cái nào. Bây giờ tôi sẽ công bố giải nhất và giải nhì. Giải nhì thuộc về em Thư hay là em Khang, ai cũng được quý vị. Thật ra đây là những hoàn cảnh rất là đáng yêu, rất là đáng thương, rất là đáng để chia sẻ. Và chúc mừng gia đình về nhất ngày hôm nay với số thời gian là 6 phút 53 giây. Đó là gia đình của em Thư. Chúc mừng. Gia đình về nhì sẽ là gia đình của em Khang. Chúc mừng gia đình. 20 triệu đồng. Bà thấy sao bà? 20 triệu này đối với gia đình tôi thì cũng là một số tiền rất lớn. Tại vì tôi đi làm cực khổ lắm, không làm sao mà có được cái số tiền lớn được như vậy. Dạ. Yeah. 20 triệu đồng đó thì bà sẽ làm gì? Dạ, thì cũng sửa lại cái nhà chút xíu, cái nóc nhà nó bị dột đó. Dạ. Rồi cũng chi phí uống thuốc, rồi để dành để cho cháu, đóng tiền học cho cháu. Dạ, rồi. Vui không Khang? Dạ vui. Vui ha con ha, vui lên. Giống như chú Cường nói nãy đó, con lúc nào con cũng đầy gọi là năng lượng hết trơn á. Dạ, dạ, rất là bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Đúng rồi. À. Chúng ta hãy cùng vỗ tay chúc mừng cho gia đình của em Thư. Chị ơi, chị cho Quỳnh Linh và mọi người biết một chút cảm xúc nào. Dạ, nói chung là em rất là vui luôn. Không biết nói gì luôn. Nghe đặc nhất, nói chung là quá vui mừng. Quá vui mừng. Chị rất là xúc động trong cái niềm vui ngày hôm nay đúng không chị? Dạ, cảm ơn ba của mấy đứa nhỏ. Lúc nào cũng theo, cũng hỗ trợ cho để... Giống như lúc nào cũng hỗ trợ cho bố mẹ con, giống như đứng sau lưng để hỗ trợ hết trơn á. Trong những lúc mà khó khăn nhất là mỗi lần là lúc nào cũng thấy có, giống như là có người là tới là tiếp sức liền. Cho nên ha, thật tình là rất là cảm ơn luôn. Chiến thắng này là một phần công sức của Thư đó. Thư hãy nói về cảm xúc của mình đi Thư. Dạ là rất vui luôn khi biết mình đạt vậy nhất. Con có cảm giác rằng ba con đang ở bên cạnh con để hỗ trợ con không? Dạ có.
Con muốn nói gì với ba con trong lúc này? Đó là con cảm ơn ba luôn đi theo để hỗ trợ con. Đừng khóc con nhé, hãy vui lên, hãy giữ những năng lượng tích cực trong cuộc sống này. Mỗi gia đình có những mất mát riêng của họ, nhưng tôi nghĩ rằng những mất mát đó sẽ được thay thế bằng những tấm lòng, bằng những trái tim nhân ái trong cuộc sống này. Một lần nữa, chúc mừng cho các ba gia đình. Còn bây giờ, Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần thử thách đặc biệt dành cho gia đình của em Thư. Là thử thách dành riêng cho gia đình của em Thư. Dạ. Yeah. Em Thư cùng với Mạnh Cường với anh Thi sẽ cùng tham gia thử thách này. Nếu chúng ta chiến thắng thử thách trong vòng 1 phút, chúng ta sẽ có 8 bản logo rút ra luôn. Đấy, cộng lại thì số tiền nó cao lắm á. Dạ. Yeah. Nếu chúng ta có 2 phút, chúng ta được 6 bản logo. Nếu chúng ta 3 phút, chúng ta sẽ được 4 bản logo. Và cứ thế 2 bản 1 bản. Nếu như quá 10 phút, chúng ta không có bản nào hết. Chính vì thế nên chúng ta phải cố gắng. Đơn giản là gì? Chúng ta dùng cái khăn này bịt hai cái bóng này lại, nó giống vậy nè. Đó. Sau đó chúng ta thảy vào cái hàng rào này, miễn sao nó vắt lên hàng rào là xong. Đó, thí dụ thế này, thảy lên, vắt vào, đó là xong. Ở đây chúng tôi muốn tinh thần chinh phục thời gian là quan trọng nhất. Trong cuộc sống là tôi luôn luôn nói là thời gian rất là quan trọng. Người ta nói thời gian quý bằng vàng, nhưng nó còn hơn vàng nữa. Chỉ cần 1 phút, 1 giây chúng ta đã trở thành người chiến thắng. Mà chúng ta mất đi cơ hội 1 phút, 1 giây đó chúng ta đã thất bại rồi. Nào, chuẩn bị. Thời gian đọc với anh Thư. Nào. Dạ, không, không. Không biết thời gian bao nhiêu, nhưng ta muốn thấy 20 giây bóng, tức là 40 quả bóng nằm ở đó. 3, 2, 1, bắt đầu. Thời gian đã bắt đầu chạy rồi. Chúng ta xem Mạnh Cường, anh Thi cũng như là em Thư sẽ được bao nhiêu cái dây bóng này quý vị. Cố lên. Cố lên. Chúng ta buộc dây bóng nhiều vào. Nếu mà rớt ra mình sẽ lấy lại ha. Cố lên. Quan trọng là giai đoạn thải đi con buộc nhiều nhiều vô đây, tôi làm phụ cho buộc vô không được rồi đó, thải đi con đây vô một. Đây lấy cái này đi vô. Trời ơi, mới có 1 giây thôi quý vị. Con ơi, con này này. Cố lên nào. Vô. Kia về lượm, kia về lượm. Lượm được. Lượm được. Nhanh lên. Nhanh. Cố lên. Để thử cái này. Cao lên. Vô. Phải còn hết cái này đúng không? Vô. Sáu. Sáu rồi. Bảy. Trời ơi, không được rồi. Bảy. Bảy rồi. Vô. Tám. Trời ơi, lượm về chú luôn. Mình phải còn hết cái này nữa hả? 8 rồi. 9. Đây. 10. Yeah. Ủa, làm hết luôn hả? 11. Trời ơi. Nhanh lên. Vô. 13. Đây, một quả nữa. 14. Ai. Vô. 18. 18 rồi. 2 cái nữa. 18 rồi. 19 cái nữa. 20. Được không? Yeah. Và bây giờ tôi bắt đầu công bố kết quả. Mới yêu xa đi.
rằng đây là giây phút rất là quan trọng đối với em Thư cùng gia đình, cùng với hai nghệ sĩ chúng tôi. Bởi vì ai cũng mong muốn rằng cái số thời gian nó càng thấp càng tốt, để cái số bảng logo nó sẽ tăng lên ha. Thời gian trôi thật nhanh và các bạn làm cũng thật nhanh. Vấn đề là nó hơi vô ích thôi. Tôi xin công bố kết quả. Thưa quý vị, đồng hồ đi dừng lại 3 phút 30 giây. Chúc mừng. 3 phút 30 giây là chúng ta được 3 bảng logo. 3 phút 30 giây 3 bảng logo. Dạ. Gia đình có quyền lựa chọn bất kỳ bảng logo nào. Thư con chọn trước đi Thư. Số mấy con? Dạ chọn số 8. Số 8 hả? Số 8 là Phát đó anh. Phát đó hả? Đó. Mọi người đồng ý số 8 không? Dạ. Rồi, mời cô gái xinh đẹp rút cho tôi số 8. Số 8 màu hồng luôn. Màu hồng. Nào Thư đây, Thư đây, Thư. Thư ơi. Qua đây con. Ráng đi con, số 0 nữa, số 0 nữa. Xây dựng hệ thống siêu thị vật xây dựng mà nội thất Hoa Sinh Hôm. 25 triệu. Chúc mừng. Ok. 25 triệu đồng đầu tiên. Bây giờ ta còn 2 bảng logo nữa. Mời chị. Chị số mấy? Dạ em chọn số 5. Số 5. Số 5. Số 5, số 5. Dạ, đây là số 5. Số 5 và màu xanh. Màu xanh đúng. Bây rồi. Nào. Số 5. Rút ra coi mình có 25 rồi đúng không? Bây giờ có thêm nhiều nữa đây. Ôi, 5 ơi. Đừng con, má đang làm công chuyện coi. Mình coi, mình chứng kiến mẹ mình rút nha. Tới công chuyện luôn coi. 90 triệu đi. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Con này con coi nè. Với số tiền là 20 triệu. Ôm anh nào. Vậy là được 45 triệu rồi. Mình có 45 rồi. Dạ. Đưa em bảng cho. Cuối cùng. Cũng 45 rồi. Hay quá. Bây giờ chị đi, chị chọn đi. Dạ em chọn số 2. Số 2 hả? Chị có muốn đổi không? Dạ không. Hả? Dạ không. Khán giả có muốn đổi không? Nhà chị có mấy đứa con? Có. Chọn đi. Thôi, tại bây giờ mình không có biết là mình đâu có biết cái giá trị trong đó đâu. Số mấy? Dạ, số 3. Số 3. Chị có muốn không? Dạ, số 3 chung với bé. Số mấy? Số 3. Số 3 đúng không? Ok. Rút số 3. Số 3 là màu vàng. Ra 4 người qua đây luôn. Đây là bảng cuối cùng. Bạn cuối cùng hồi số 3. Hồi nãy định rút số 4 hả? Số 2. Số 2 hả? Để tôi coi số 2 coi nhiêu cái đã. Số 2 hả? 10 triệu à. Vậy là số 3. Số 3 là 900 triệu á. Không hay. Nào, số mấy? Tất cả nào. Nếu mà số lớn mình đứng dậy hết luôn nha. Đứng về vỗ tay nha. Rút đi con, nào. 1 2 Ống kẽm nhúng nóng hoa sen. Bảng logo là. Rút ra. Đứng về vỗ tay. 30 triệu đồng. Như vậy là ngày hôm nay gia đình Phan Thường có số tiền là bao nhiêu? 75 triệu đồng. Bây giờ cảm giác của chị thế nào hả chị? Nói chung là quá vui luôn. Quá nè. Dạ. Con gái nè, con cầm này cho vui nè con. Cầm đi mua kẹo ăn. Mua tới con cầm này đi con ý. Dạ. Em trong gia đình luôn mà. Gia đình luôn. Dạ. Đại gia đình ngày hôm nay đã nhận được số tiền là 75 triệu đồng. Chúc mừng. Tuyệt vời. Thật ra thì tất cả mọi người đều mong muốn chị số tiền càng cao càng tốt ha. Thư cố gắng lên con. Bây giờ con chính là trụ cột gia đình đó. Mẹ thì sức khỏe không có tốt. Con là con lớn nhất trong gia đình. Gánh nặng cũng nặng lắm đó Thư ha. Cố gắng lên con nha.
con muốn nói gì với chương trình không? Dạ, con cảm ơn chương trình đã cho cơ hội bố mẹ con tham gia để có thể có một số tiền nào để phụ giúp trong cuộc sống hàng ngày của mẹ con. Con cảm ơn cô Anh Thi với chú Mạnh Cường đi. Dạ, con cảm ơn cô Anh Thi với chú Mạnh Cường. Một lần nữa cho một tràng pháo tay dành cho ba gia đình. Xin mời các ba gia đình ta ra đây nhận giá trị giải thưởng. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhận giá trị giải thưởng từ chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin mời anh Thi. Anh Thi sẽ được thay mặt để trao tặng cái món quà này cho Thịnh. Và như cái lời chia sẻ lúc ban đầu á, thì của ít lòng nhiều nên là Thi cũng muốn là san sẻ bớt phần nào đó cho cái con đường học tập sắp tới của các em, thì sẽ gửi tặng mỗi gia đình thêm 2 triệu nữa. Thì hy vọng là Thịnh sẽ cố gắng là củng cố thêm cái niềm tin để mình tiếp tục mình bước đến con đường nha, sắp tới nha Thịnh. Cố gắng lên. Nào, mời Mạnh Cường. Còn đây là 20 triệu của chương trình dành đến Khang cùng với bà của mình. Em con biết là chặng đường sắp tới của nhà mình cũng còn nhiều khó khăn lắm. Chính vì vậy mà mong rằng là hai bà cháu sẽ luôn khỏe mạnh ha, và luôn vững vàng để dù cho khó khăn gì mình cũng vượt qua hết. Và chú tin Khang dữ lắm, tại vì lúc nào Khang cũng rất là bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh luôn. Chúc mừng con nha. Dạ. Hôm nay thì Thịnh được phần hỗ trợ của anh Mạnh Cường 5 triệu nữa là 20 triệu, cùng với chị Anh Thi 2 triệu nữa là con số nó cũng khá lớn ha. Hy vọng rằng đó cũng là động lực để Thịnh cố gắng bước tiếp cho con đường đầy khó khăn. Không sao, xung quanh ta còn vẫn nhiều người đồng hành với Thịnh nữa. Cố lên nha Thịnh nha. Cũng như là gia đình của em Khang, hy vọng rằng chúng ta sẽ nhận nhiều tình thương của khán giả và chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc sống nha, Khang nha. Còn gia đình của chị thì hôm nay chúng ta nhận được giá trị giải thưởng là 75 triệu đồng. Cùng với món quà của anh Thi 2 triệu đồng nữa. Linh nghĩ rằng với những cái tình cảm yêu thương của tất cả khán giả truyền hình của chương trình, nó sẽ làm ấm áp hơn trong mỗi gia đình chúng ta, tiếp thêm sức mạnh chúng ta. Rồi đây trên con đường đời đó cũng rất nhiều chông gai giống như Mạnh Cường vừa nói. Nhưng chông gai chúng ta vẫn cứ đi, chắc chắn cũng sẽ có nhiều người cùng tiếp sức với chúng ta. Đừng lo lắng gì cả, quan trọng là ta cố gắng giữ gìn sức khỏe, khó khăn nào cũng hoàn thành, nhiệm vụ nào cũng vượt qua hết nha. Một lần nữa chúng ta hãy cho tràng pháo tay để tiếp thêm sức mạnh cho cả ba lần ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn anh Thi rất nhiều, cảm ơn Mạnh Cường rất nhiều. Các bạn đã dành thời gian để đến với chương trình để cùng chia sẻ với những khó khăn đó, cùng tiếp thêm niềm vui cho gia đình và có thêm một ít kinh phí nữa. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh các bạn trong ngày hôm nay, và cả ba gia đình cũng sẽ không bao giờ quên được những giờ phút quan trọng thế này. Tất cả chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn đó. Cảm ơn những tình cảm quý vị luôn luôn dõi theo và lan tỏa năng lượng tích cực trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sơn Home đã đồng hành với chúng tôi. Còn bây giờ thì Quyền Linh, Mạnh Cường, Anh Thi và cả ba gia đình xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.